Kính chào quý vị và các bạn đang đón xem chương trình Cao Bằng ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 3 năm 2023. Ngay sau đây, chương trình xin được bắt đầu với những tin tức trong tỉnh đáng chú ý. Ngày 26 tháng 3, Hội Đồng Hương Trùng Khánh tại thành phố Cao Bằng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2022-2027. Thành lập từ năm 1997, trải qua 25 năm hoạt động, đến nay hội có 11 chi hội với gần 500 hội viên. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, các chi hội vẫn luôn duy trì tốt công tác xây dựng và phát triển hội, thực hiện tốt công tác khuyến học, nhiệt tình tham gia các phong trào của địa phương, tổ chức gần 900 lượt thăm hỏi gia đình có hội viên ốm đau với tổng số tiền 96.400.000 đồng, tặng quà cho 43 hội viên là thương binh, hội viên nhiễm chất độc màu da cam. Vận động các hội viên quyên góp ủng hộ được 30 triệu đồng trong việc chung tay phòng chống đại dịch COVID-19. Hàng năm có 99% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Nhiệm kỳ 2022-2027, hội tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, duy trì và phát triển hội viên, phấn đấu thành lập một chi hội mới và kết nạp 100 hội viên mới. Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội Đồng Hương Trùng Khánh tại thành phố Cao Bằng khóa 5, nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 25 đồng chí, khen thưởng 7 chi hội có thành tích tiêu biểu trong công tác hội. Tổ chức mừng thọ cho 29 hội viên cao tuổi từ 73 đến trên 90 tuổi. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện đoàn Hà Quảng phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Đàm Quang Trung tổ chức hội trại. Tham gia hội trại có 12 chi đoàn thuộc đoàn trường. Hội trại diễn ra trong không khí vui tươi phấn khởi, thể hiện tài năng trong việc thiết kế các mô hình trại như cổng trại, trang trí trại đẹp. Bên cạnh đó, các đoàn viên thanh niên còn được tham gia nhiều trò chơi hấp dẫn như kéo co, giao lưu bóng chuyển hơi, nhảy vũ điệu. Đặc biệt, đêm lửa trại truyền thống thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia nhảy múa. Hội trại là sân chơi bổ ích, là cơ hội để tuyên truyền sâu rộng truyền thống vẻ vang của đoàn sau 92 năm cống hiến xây dựng trưởng thành. Kết thúc, ban tổ chức đã trao giải cho các chi đoàn đạt thành tích cao trong các môn thi. Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2023 với chủ đề Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số, các cấp bộ đoàn thanh niên toàn tỉnh đã triển khai các hoạt động liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đoàn, trải nghiệm mới với vô số tiện ích ứng dụng thông minh. Thời gian qua, tỉnh đoàn thanh niên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn chuyển đổi số, khuyến khích các bạn trẻ hưởng ứng thực hiện, chủ động, linh hoạt trong tuyên truyền trên Internet và mạng xã hội, trang fanpage do đoàn hội quản lý. Riêng trong năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo toàn tỉnh thành lập, duy trì và kết nối 219 trang fanpage Facebook của các cấp bộ đoàn quản lý. Từ đó giúp đoàn viên thanh niên kịp thời cập nhật thông tin về phong trào, hoạt động đoàn, những mô hình hay, điển hình tiên tiến, những thông tin thời sự trong nước, địa phương, các bài viết định hướng, nâng cao nhận thức tư tưởng cho đoàn viên thanh niên. Tổ chức các cuộc họp, hội nghị không giấy, thiết kế, xuất bản tài liệu sinh hoạt chi đoàn hàng tháng. Tổng hợp các hình ảnh hoạt động, kỷ yếu điện tử, tuyên truyền những tấm gương điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong nhiệm kỳ 2022-2027, tích hợp trong mã QR code. Các cấp bộ đoàn toàn tỉnh thành lập tổ công nghệ số cộng đồng, tham gia tích cực cùng lực lượng công an đến từng tổ dân phố hỗ trợ nhân dân kích hoạt mã định danh điện tử. Tổ chức nhiều hoạt động ra quân hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10 năm 2022 và tháng tiêu dùng số. Bắt đầu từ việc thành lập, tập huấn kỹ năng sử dụng các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ công trực tuyến và đưa vào hoạt động các tổ công nghệ số cộng đồng tại các điểm xã thị trấn. Năm 2023, tuổi trẻ Cao Bằng tiếp tục tận dụng tối đa những lợi thế, nắm bắt cơ hội để thực hiện hiệu quả 13 chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra, từng bước khẳng định vai trò vị trí quan trọng của thanh niên trong công cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai trên địa bàn tỉnh dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 với thông điệp Sách, nhận thức, đổi mới, sáng tạo. Sách cho tôi, cho bạn. Theo đó, các hoạt động trọng tâm sẽ được tổ chức gồm tuyên truyền về Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4, tổ chức nhân rộng mô hình tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách cơ quan trường học, tủ sách cộng đồng, hướng dẫn kỹ năng đọc sách, tổ chức các hoạt động khuyến học, không gian văn hóa đọc sáng tạo phù hợp với điều kiện địa phương nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và trong mỗi người dân. Qua đó nhằm tuyên truyền giới thiệu sách, kể chuyện và làm theo sách, xếp sách nghệ thuật,
vẽ tranh theo sách dành cho thiếu nhi, quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng sâu vùng xa biên giới và các đối tượng bảo trợ xã hội. Việc triển khai hoạt động của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức. Thưa quý vị, ở xã Đức Xuân, huyện Thạch An, có một nghệ nhân đã ngoài 80 tuổi được người dân gọi với một cái tên rất đỗi thân thương và kính trọng, người mẹ hồi sinh. Đó là bà Đinh Thị Đà, người đã sống cả cuộc đời dành trọn cho lượn sương, một làn điệu dân ca dân tộc. Lượn sương dường như là hơi thở, là dòng máu chảy trong huyết quản của bà. Chính vì thế, bà đã dành nhiều thời gian, tâm huyết, dày công sưu tầm từng câu lượn để rồi kết nối thành bài, trực tiếp đến từng nhà vận động người dân tham gia tập luyện hát lượn sương. Tuy nhiên, hành trình đi tìm lại làn điệu dân ca dân tộc của chính bà chưa bao giờ là dễ dàng. Vượt qua những khó khăn, đôi khi muốn dừng lại, cuối cùng bà đã thành công. Na ơi, na ơi, bươn tam phát phái tận tinh đông người. Nhị nhói mèn than đét trời ơi lòng. Nhị nhói mèn than thêm đét trời ơi. Thỉnh tiếng mèn than bơ tội ơi lòng là ơi. Ở Đức Xuân, ai cũng biết đến bà Đà. Bà Đà đã đem lại làn điệu lượn sương quay trở lại. Thật sự mà nói, bà Đà đã hồi sinh lại những cái làn điệu lượn sương này. Niềm yêu thích lượn sương của em bắt đầu từ bà Đà. Em rất là trân trọng và yêu quý những gì bà đã gây dựng nên. Hôm nay nhân trời mưa, chúng ta tập trung đến đây để cùng nhau ôn luyện cái bài lượn sương của chúng ta để sau này chúng ta sẽ hiểu biết nhiều hơn và nhuần nhuyễn nhiều hơn. Thế mong rằng chị em chúng ta nhiệt tình hưởng ứng và tập luyện được cho tốt. Thế nhá. Mỗi buổi tập như thế này luôn được các thành viên trong đội văn nghệ bảo tồn dân ca xã Đức Xuân mong đợi. Dù mỗi thành viên trong đội đến từ các xóm khác nhau, nhưng họ gắn bó như người một nhà. Điều này thật dễ hiểu bởi họ có chung một niềm đam mê, đó là hát lượn sương. Khi cất tiếng hát, họ quyện vào nhau cùng chìm đắm trong da diết của mỗi ca từ, để rồi trở thành những cung bậc trầm bổng bay vút giữa núi rừng Đức Xuân. Thế nhưng, ít ai biết được, để có đội văn nghệ lớn mạnh như ngày hôm nay là cả quá trình kiên trì, tâm huyết của nghệ nhân Đinh Thị Đà trong suốt gần 40 năm qua. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương Đức Xuân, huyện Thạch An, bà Đà chứng kiến sự phát triển cũng như nguy cơ dần mai một của lượn sương. Khi bà lớn lên, cũng là lúc người biết hát lượn sương trong vùng còn rất ít. Từ đó, lượn sương cũng dần chìm xuống. Nhưng trong bà, tiếng lượn luôn ngân vang trong tiềm thức thời thơ ấu. Bà luôn đặt câu hỏi, tại sao lượn sương của dân tộc mình hay đến thế mà không ai còn mặn mà với nó nữa? Kể từ đó, bà bắt đầu tìm hiểu. Bà đi hết các xóm trong, bản ngoài, tìm gặp những người cao tuổi để trao đổi, sưu tầm từng bài lượn. Bà Mạnh ơi, vô sườn đi. Vô sườn đây, má mà liều con rồi. May mắn thay khi trong xã vẫn còn một vài người biết hát lượn sương. Thế nhưng cái khó là loại hình dân ca này chỉ truyền miệng, không có sách vở nào ghi chép lại. Và cũng đã lâu không hát nên các cụ ông, cụ bà cũng chẳng còn nhớ hết những ca từ. Hành trình của bà được nhiều người nhận xét như mỏ kim đáy bể. Thế nhưng bà chẳng hề nản lòng, bà vẫn quyết tâm tìm lại từng câu lượn. Cái lượn sương thì hay thật,
mà xưa nay chưa hay khai thác. Nhưng mà bây giờ bảo là để mà khai thác được thì cũng quả là một vấn đề, bởi vì là thế hệ trẻ bây giờ họ chưa nhiệt tình và không biết được cái hay của nó đâu. Nên bây giờ các bà là người đầu tiên gọi là bắt đầu bới lên để mà hắn chỉ có những cái khó khăn. Một là họ, cái đây là truyền miệng cho nên là không có văn bản nào, cho nên là người biết thì cũng mất hết rồi. Chỉ còn sơ sơ lại mới ít thôi, nhưng bây giờ chúng ta biết được và chúng ta tìm được ra nó thì cả một vấn đề cũng khó đấy. Lần nữa mãi mới được, hôm nay từng người này, từng câu người kia, từng câu mà chắp vá và mới thành. Đấy, cái khó là đấy, là không phải là nó có văn, có bản, có sách, có gì để như các bài khác, và nó không được lượn nhiều như là các thể loại khác. Mới bắt đầu thôi, đấy, khó là chỗ đấy. Khó thì khó thật, nhưng mà sau khi mà chúng xác định được là nó là một cái nếp văn hóa đẹp thì hát một hai câu cũng thấy hay. Hay rồi thì tâm đắc, rồi một bà, hai bà cùng nhau hội tụ với nhau để hát. Hát thấy hay rồi thì kéo từ người một thì bắt đầu trở thành một cái đội và thấy hay, bây giờ thì thấy mến. Tìm lại lượn xương đã khó, tìm được những con người có tình yêu đủ lớn để giữ gìn và phát triển loại hình dân ca dân tộc này còn khó gấp trăm lần. Kể mà thì nhiều khi cũng đi như thế, hay cũng hay, nhưng mà những vấp váp có lúc người ngoài người ta không hiểu, người ta bảo ui các bà này điên rồ hay sao mà đêm nào cũng cứ để mò lầy mò như thế. Mà tuổi tác thì có rồi mà làm những cái này thì sướng đến ngày làm gì, nghe chướng tai người ta còn xấu hổ, còn không muốn nói. Nhưng mà các bà thấy hay, các bà cứ làm thôi. Bà bỏ ngoài tai những lời nói không hay. Bà Đà gõ cửa từng nhà, động viên từng người theo hát. Nhất là tìm đến những người trẻ tuổi, bởi bản thân bà hiểu rằng chỉ có lớp trẻ mới góp phần kéo dài hơi thở của lượn xương. Lượn xương của chúng ta rất là hay, nhưng mà bây giờ thế hệ trẻ thì chưa ham thích lắm. Thế thì chúng ta muốn để cho nó bảo tồn được và khai thác được thì là bà đến đây để mời cháu để đến tham gia đội bảo tồn của các bà. Thế là cháu đến sinh hoạt cùng các bà vào tối thứ bảy hàng tuần nhau nhá. Dạ vâng, cháu sẽ đến. Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc tâm tư của bà nặng trĩu những suy tư, trăn trở với câu hỏi liệu con đường mình đang đi có đúng hay không. Bà đã từng có ý định bỏ lượn xương, nhưng chỉ nghĩ đến đó lại làm bà quặn lòng bởi những câu lượn cứ ngân vang, da diết trong tâm trí của bà. Bà tìm thấy niềm vui trong lượn xương, càng hát càng mê đắm bởi những ca từ ấy chính là cuộc sống, là niềm vui, hạnh phúc, là máu thịt đầy nhân văn của dân tộc. Gian khổ thì cũng từng làm rồi, đi đêm về hôm 10 giờ đêm, 11 giờ đêm tập với nhau còn chưa về, một tuần có khi hai bầu, nhất là chuẩn bị ngày mai các cháu đến quay vô thì cả một cái đêm ấy, cả một cái tuần ấy là ban đêm nào cũng đi, đêm nào cũng đi, không quản ngại nắng mưa gì cả, thế là cũng đi. Nhưng mà vui ở chỗ là mình thấy được cái hay, cái đẹp của ngày xưa. Sao người ta chữ nghĩa thì không biết, nhưng mà sao người ta có những cái từ ca từ rất là hay mà đi vào lòng người như thế, để đến bây giờ truyền miệng, bây giờ vẫn còn. Mà mình khai thác thì cũng như là mò kim đáy biển, nó chưa làm sao mà tìm được cả cái hay ấy của người xưa. Mà đấy là cái món ăn tinh thần của người xưa, người ta dùng cái đó để làm bù lại sức lao động, mai người ta tiếp tục làm việc đấy. Nếu mà đi vào sâu vào thì những cái ca từ của nó mỹ miều lắm, mà tại sao người xưa lại ví được như thế và dùng được như thế, bây giờ mình chắc gì đã làm được như thế. Bà cẩn thận chắp bút chép lại những gì đã dày công sưu tầm, bởi chỉ có sách vở mới có thể lưu lại trọn vẹn
cái hay, cái đẹp cho thế hệ sau. Bà nâng niu từng bài lượn và coi đó là đứa con tinh thần. Cái gì màu đầu nó cũng khó khăn, nhưng mà mình có lòng mê say, muốn khơi dậy lại, bảo tồn lại cái nền văn hóa của dân tộc mình, thì mình cố gắng và mình khắc phục để dựng lại. Hai nữa là chị em ở trong này ai cũng mê những cái tuồng trong luyện thương, những cái ca từ nó rất là hay, rất ví von, rất là hay, cho nên là càng luyện càng ngấm thì lại càng yêu thích thì càng vượt khó khăn để mà phục hồi lại, mà dàn dựng lại cái ngày xưa, ngày luyện thương của ngày xưa mà các bà nó hay đến thế, mà đó là cái món ăn tinh thần của ngày xưa, thì bây giờ mình phục dựng lại thì vì lý do ấy mà thấy say mê. Lúc đầu nghe lần đầu tiên ấy, phải nói rằng là nổi da gà, người đầu tiên hát ấy, nghe cũng chưa quen à, vậy thấy nó thấm thía quá, nó rất là vừa thấm thía vừa hay mà vừa trúng tim của mình lắm, cho nên nổi da gà đấy. Thế sao bà hóa ra ngày xưa của các bà các cụ có những lời hay đến thế, mà tinh tế đến thế, mà có chữ nghĩa gì đâu mà bây giờ mình xem lại thôi, mình nghĩ lại mà mình còn không biết, mình còn không nhớ. Chính vì thế mà bắt đầu là chúng tôi đi vào để tập và luyện và khôi phục lại. Bà Đà hiểu rằng để lưu giữ được lượn xương thì một mình bà không thể làm được, mà cần được lan tỏa cho các thế hệ. Thành công nhất của nghệ nhân Đinh Thị Đà là đã thổi bùng ngọn lửa đam mê, thắp lên tình yêu dân ca cho các thế hệ trong xã Đức Xuân. Trong số học trò của bà có 5 chị em ruột, họ một phần vì quý mến bà Đà, một phần vì yêu lượn xương mà đến. Mỗi khi rảnh rỗi là các chị em lại rủ nhau đến nhà bà để học hát. Họ coi bà Đà như một người mẹ, luôn dành cho bà tình cảm đặc biệt nhất. Từ cái lúc bà Đà mà đi đến nhà để vận động, đi học theo cái lượn xương này ấy, thì là tôi rất là thích, với lại đam mê. Thì 5 chị em ruột chúng tôi ấy thì cũng là đam mê hết, tâm huyết là cũng muốn học cái lượn xương để bảo tồn lại cái lượn xương này từ xa xưa các cụ để lại. Đấy, bây giờ 5 chị em ruột chúng tôi cũng rất là đam mê, thường xuyên là đến nhà bà Đà để học trong cái lúc mà rảnh rỗi ấy. Tôi cũng đi đến nhà bà Đà mãi, nhưng mà thấy bà Đà rất là nhiệt tình mà dạy dỗ 5 chị em ruột chúng tôi. Coi bà Đà là như là một người mẹ dạy dỗ, một người giảng viên dạy dỗ cho 5 chị em ạ. Tôi rất là quý mến bà Đà, bởi vì bà ấy là một người cao tuổi, tâm huyết thì rất là kính trọng bà Đà. Năm 2013, khi nhà nước có chính sách khôi phục văn hóa các dân tộc, bà Đinh Thị Đà cùng một số người yêu điệu lượn thành lập các nhóm hát lượn xương xã Đức Xuân, huyện Thạch An. Nhóm thường xuyên tham gia biểu diễn và giành nhiều giải cao tại các hội diễn ở thôn bản, các chương trình văn nghệ cấp huyện, cấp tỉnh. Đặc biệt, năm 2020, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam đã phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin huyện phục dựng lại làn điệu lượn xương. Cũng trong năm đó, bà được phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian, tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn nghệ dân gian Việt Nam. Từ khi lượn xương được khôi phục, phần nhiều nhờ sự tâm huyết đam mê của bà, nên giờ chẳng còn ai nói gì khi nghe bà hát thâu đêm nữa. Nhiều phụ huynh trong vùng tin tưởng gửi con em theo học hát. Bà dành trọn tình yêu và trách nhiệm của mình để truyền lại cho các cháu, bởi bà hiểu quy luật che già thì mang mọc, phải dùng tình yêu để nuôi dưỡng những mầm non thì cây mới lớn nhanh và vươn cao hơn. Vừa nãy bà cháu mình hát với nhau thì các cháu hát được rồi, nhưng mà chưa hay lắm. Bây giờ mình hát lại nhé. Đi hát lại, sửa lại cho nó hay hơn. Bà hát đi trước rồi, cháu hát đi sau.
bà hát trước nhá. Rồi các cháu hát theo nhá. Ngà ơi, ngà ơi, bươn chiêng bước mẫn cấp hoa đào. Một, hai, gà đi. Ngà ơi, phong con nụ đáo khao, nụ tàu phong con nụ đáo khao. Và mỗi thứ bảy hàng tuần con thường cùng bà đi đến nhà bà Đà để tập hát lượn sương. Con cảm thấy lượn sương hát không khó. Con mong muốn góp sức mình để gìn giữ làn điệu dân ca này. Dù đã 80 tuổi, mắt đã mờ đi, đôi tay cũng chẳng còn nhanh nhẹn nữa. Thế nhưng, nghệ nhân Đinh Thị Đà vẫn luôn là ngọn lửa truyền cảm hứng hát dân ca cho các thế hệ. Dù đã đưa lượn sương quay trở lại với đời sống, nhưng bà vẫn đau đáu về tương lai của nó. Để tiếng lượn mãi vang xa, thì cần phải có thế hệ tiếp cận đủ tâm huyết, có một tình yêu tròn đầy để gìn giữ. Chúng tôi và thế hệ trước bây giờ là người đầu tiên khơi nguồn cái làn điệu này, đặc biệt này mới chìm đắm lâu lắm rồi, bây giờ mới bắt đầu gọi là ngoi lên khỏi mặt nước và biết rằng cái hình hài của nó như thế. Cho nên là bây giờ là nhiệm vụ là phải đưa nó khỏi mặt nước và lên mặt đất để cho nó ca hát nhảy múa và mạnh như là những dân tộc khác và những làn điệu khác. Tôi mong như thế. Qua đợt này thì cũng mong rằng là nhờ các cơ quan chính quyền và đoàn thể và các cấp lãnh đạo với chuyên ngành thì quảng bá giúp. Thế rồi thì có điều kiện thì giúp đỡ chúng tôi để là chúng tôi có đủ năng lực để mà làm cái nhiệm vụ này, mà mong rằng một ngày không xa thì cái tiếng lượn sương này cũng được vang lên truyền hình như những các làn điệu khác của các dân tộc. Cái tên người mẹ hồi sinh dành cho nghệ nhân Đinh Thị Đà quả thực xứng đáng. Bà đã dành cả trái tim để yêu lấy lượn sương, để rồi dùng chính tình yêu của mình lưu giữ, lan tỏa đến các thế hệ sau. Dưới ngôi nhà đơn sơ, tiếng lượn sương vẫn da diết ngân vang như nhắc nhở các thế hệ sau rằng hãy chung tay gìn giữ, phát triển làn điệu dân ca dân tộc này. Tại tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đại diện nhiều bộ ban ngành trung ương và địa phương đã đến dự khai mạc năm du lịch quốc gia 2023 với chủ đề Bình Thuận hội tụ xanh. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2023 là sự kiện quan trọng hưởng ứng nhất quán thông điệp của Hội nghị Toàn quốc về du lịch lần thứ 3 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì ngày 15 tháng 3 vừa qua. Phó Thủ tướng đề nghị cần chú trọng làm tốt, làm hay hơn nữa công tác thông tin truyền thông, quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới bằng nhiều hình thức khác nhau, thực hiện hiệu quả phương châm mỗi người dân là một đại sứ du lịch. Chú trọng giới thiệu những địa danh nổi tiếng, những nét đặc trưng riêng có của thiên nhiên, văn hóa, con người Việt Nam để tạo nên sức hấp dẫn độc đáo nhằm nâng cao tính cạnh tranh. Với chủ đề hết sức ý nghĩa, Bình Thuận hội tụ xanh, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta khẳng định không chỉ phát triển du lịch đơn thuần mà còn xa hơn là phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững, để từ đó Bình Thuận trở thành điểm sáng trong phát triển du lịch miền Trung và cả nước. Qua đó khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng là phát triển kinh tế phải hài hòa với thiên nhiên, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đánh giá tình hình kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, giải quyết một số kiến nghị của tỉnh. Thủ tướng và các đại biểu cũng dành nhiều thời gian phân tích về các tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Thừa Thiên Huế nói chung
và cố đô Huế nói riêng là mảnh đất địa linh nhân kiệt, có vị trí đặc biệt, rất đặc sắc về con người và truyền thống văn hóa lịch sử. Thủ tướng đồng tình với đề xuất xây dựng bảo tàng cổ vật cung đình Huế và nhấn mạnh việc xây dựng bảo tàng này cần nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm từ các bảo tàng lớn trên thế giới. Quản lý, trưng bày, giới thiệu phải ứng dụng công nghệ hiện đại, nhưng kiến trúc phải kế thừa truyền thống, hài hòa, phù hợp với tổng thể di tích cố đô Huế. Bảo tàng phải tự sống được bằng nguồn thu, đồng thời nghiên cứu xây dựng bảo tàng hoặc trung tâm ẩm thực Huế. Hơn 3.000 người đã tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2023 của thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam và 48 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng. Ngày chạy Olympic có hai nội dung gồm chạy bộ đồng hành 1 km với sự tham gia của 2.500 người và thi chạy đều tập thể với sự tham gia của 600 người đến từ 6 đơn vị lực lượng vũ trang, gồm Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ đội Biên phòng thành phố, vùng 3 Hải quân, Sư đoàn Không quân 372, Sư đoàn Phòng không 375. Ngày chạy Olympic góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc rèn luyện thể dục thể thao. Chạy bộ là hoạt động đơn giản, dễ tập luyện hàng ngày, tạo thành thói quen, nhu cầu tự nhiên của mỗi con người. Tại Hà Nội đã diễn ra lễ phát động giờ trái đất năm 2023. Sau 60 phút tắt đèn, cả nước đã tiết kiệm được 298.000 kWh, tương đương số tiền khoảng 555,6 triệu đồng. Cùng với 62 tỉnh thành phố trên cả nước, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động giờ trái đất năm 2023, kêu gọi tắt điện 60 phút để tạo thói quen tiết kiệm điện, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng thế giới xanh hơn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cũng cho biết, Việt Nam chính thức tham gia giờ trái đất từ năm 2009 và Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên triển khai các hoạt động hưởng ứng sự kiện này. Từ đó đến nay, thành phố đã liên tục hưởng ứng và tổ chức sự kiện trên địa bàn với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Chiến dịch giờ trái đất đã được lan tỏa tới khắp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, tới cộng đồng dân cư, hộ gia đình và mỗi công dân thành phố. Không chỉ thực hiện trong 60 phút tắt điện mà thực hiện trong cả 365 ngày trong năm. Cuộc sống hiện đại ngày càng nhiều áp lực, đặc biệt ở các đô thị lớn, làm gia tăng các bệnh lý trầm cảm, stress, nặng hơn là tâm thần phân liệt. Chỉ tính riêng tại Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai, lượng bệnh nhân nhập viện vì tâm thần phân liệt ngày càng tăng và trẻ hóa. Thời gian gần đây, số lượng bệnh nhân tâm thần đến khám tại Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai có xu hướng gia tăng, trong đó có tâm thần phân liệt. Một trường hợp điển hình là nam bệnh nhân NVH, 32 tuổi, ở Nam Định, làm nghề cắt tóc. Cách đây 2 năm, người nhà nhận thấy H có dấu hiệu chậm chạp hơn, ít nói, hay mệt và ngại giao tiếp. Người nhà cho rằng bệnh nhân bị trầm cảm và muốn đưa đi khám, nhưng H không đồng ý. Tình trạng này kéo dài khoảng 2 tháng. Bệnh nhân H nghỉ làm, sinh hoạt một mình trong phòng, không tiếp xúc với ai và hay cáu gắt, thường lẩm bẩm một mình như đang nói chuyện với ai đó. Có lúc sợ sệt, có lúc giận dữ, phản ứng, chửi bới, đập phá. H luôn cho rằng người nhà đang theo dõi, âm mưu hại mình. Cuối cùng gia đình phải cưỡng chế đưa H vào viện. Tại đây bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt và điều trị theo phác đồ. Một thời gian sau, bệnh nhân H gặp nhiều mâu thuẫn, căng thẳng trong công việc nên thường đi uống rượu. Sau đó H tái phát bệnh với biểu hiện như đợt đầu tiên. Kể với bác sĩ, bệnh nhân này cho biết luôn nghe thấy tiếng nói trong đầu mình là kẻ kém cỏi, vô dụng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Ngô Văn Tuất, trưởng phòng điều trị rối loạn tâm thần và y học tự sát, thuộc Viện Sức khỏe Tâm thần cho biết, tại Việt Nam, số người mắc tâm thần phân liệt chiếm khoảng 0,3-0,5% dân số. Bệnh khởi phát thường xuyên nhất vào cuối tuổi vị thành niên và những năm 20 tuổi. Đặc biệt, tâm thần phân liệt có nguy cơ tái phát cao, dao động từ 50-92% trên toàn cầu, trung bình khoảng 70%. Bệnh nhân có thể có một hoặc nhiều lần tái phát. Nguyên nhân bệnh tái phát thường liên quan tới việc không tuân thủ thuốc điều trị, dùng thuốc hoặc chất kích thích, sang chấn tâm lý.
Chương trình Cao Bằng Ngày Mới hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.